Bây giờ chúng ta sẽ học một chút lý thuyết nữa rồi bắt đầu làm bài tập. Bài này là bài hai mặt phẳng vuông góc. Chúng ta cứ tưởng học rồi nhưng chưa học đâu. Rồi, sau khi học chúng ta bắt đầu phần thứ hai là hai mặt phẳng vuông góc. Định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc là như thế nào? Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc nếu như góc giữa chúng là bằng góc vuông. Nếu hai mặt phẳng alpha và beta vuông góc với nhau thì ta ký hiệu là alpha vuông beta hay là beta vuông góc alpha cũng thế thôi. Ồ, Quỳnh Anh, sau định nghĩa cho thầy giáo biết một phương pháp để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc là gì? Đừng nghe bạn Nguyệt Như nó suy dại đấy. Để yên cho bạn không nhắc. Một phương pháp để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau là chứng minh góc giữa chúng bằng 90 độ. Đúng không? Nhưng mà cách này chưa phải là duy nhất. Qua định nghĩa này chúng ta có được cách thứ nhất là một cách chứng minh góc giữa hai mặt phẳng vuông góc là chúng ta chứng minh góc giữa chúng bằng 90 độ. Sau đây là một ví dụ nha. Có bài thì làm theo định nghĩa, có bài thì dùng cái khác. Ôi, chết. Camera bật nhầm nào bây giờ nha. Ví dụ này, cố gắng lên, chịu khó học hình một thời gian này trình độ nó sẽ lên. Chả giấu gì các em, những cái bài thầy nó dạy các em thầy nó cho lại các anh chị lớp 12 xem lại video clip. Thế cho nên là chúng ta đang được học trực tiếp, chúng ta phải để ý một chút. Những cái bài mà của các em thầy giáo ghi lại thì nó cho lớp 12 xem lại. Các anh chị quên rồi. Ví dụ như sau. Cho hình chóp SABC có đáy là hình chữ nhật SABCD. Ví dụ hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật. Có đáy là hình chữ nhật. Có SA vuông góc với ABC chứng minh rằng mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng SAD. Xin mời. Xin mời. Chùa đi, không học hành gì cứ đi chùa thắp hương các cụ phù hộ độ trì cho con, không học môn thầy Tần con cũng qua. Oh, không cần học cũng qua, chết già. Sao đây? Tu tại tâm. Bây giờ đi tu nhưng mà cứ đi coi như là bán hàng, cứ chém người ta ác vào thì tu rời. Tu tại tâm là chính. Đấy 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 đấy, gần xong rồi đấy. Cái góc này lần sau ấy, vẽ khoảng 30 45 độ thôi, đừng vẽ dốc quá như này trong hình nó thẳng đứng ấy.
Hiểu ý sao rồi? Tức là em vẽ cái góc này nó rất là to rồi. Em vẽ nó chéo chéo đi một tí nữa. Chéo đây lại. Đây tức là thế này này. Đấy. Thế này này thì hình nó trông nó đẹp hơn. Này vẽ hình thì lâu chứ mình tí. Vẽ hình thì lâu chứ mình tí. Mình cầm vẽ hình xong chưa? Ngày mai cho chúng ta đánh là hình chữ nhật. Chúng ta vẽ thì nó cũng là hình chữ nhật. Chúng ta vẽ nó cũng là hình biểu diễn là hình ảnh thôi. Chịu khó làm mà nhiều hơn nhiều học làm nhiều ấy. Đây dựng thẳng đứng này nào. Trước hết chúng ta nhớ lại xem là hai mặt phẳng này tìm xem hai mặt phẳng này nó cắt nhau theo dọc tuyến là gì. Thế là sau đó mình có thể tìm một mặt phẳng thứ ba mà nó cắt cái vuông góc với giao tuyến nào, mặt phẳng thứ ba vuông góc với giao tuyến đúng rồi, mặt phẳng ABCD này vuông góc với giao tuyến SA. Sau đó các em tìm giao của cái mặt phẳng ABCD này lần lượt với hai mặt phẳng trên. Xin mời. Ô, học ba phương pháp để tìm ba phương pháp để xác định góc giữa hai mặt phẳng.
Nào. Thằng này cắt nhau cho phía là gì? AB. Thằng này cắt nhau dưới là gì? AD. Vậy thì góc giữa mặt phẳng ASAB với mặt phẳng SAD chính là góc giữa. Từ từ đã, mày viết vào đã. AB và AD đúng chưa? Được, chết rồi, AB và AD, nhưng mà hai thằng này nó lại sao nó vuông? Vì sao nó vuông? Vì đề bài cho ABCD là hình chữ nhật. Ô, thế góc giữa hai thằng này bằng 90 độ thì làm sao? Thì chúng vuông góc với nhau. SAB vuông góc với SAD. Được chưa nào? Đây là một ví dụ để minh họa cho chúng ta là hai mặt phẳng vuông góc theo đúng định nghĩa. Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc nếu như góc giữa chúng bằng 90 độ. Thắc mắc gì không? Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng xác định góc đâu, nhiều bài xác định góc là mệt lắm. Đấy, đấy là cách làm thứ nhất. Cách làm thứ hai để tí trình bày sau. Thắc mắc gì không nào? Cái này là làm theo đúng định nghĩa. Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc nếu như góc giữa chúng là bằng 90 độ. Nhưng không phải lúc nào xác định góc cũng dễ đâu. Chúng ta phải biết cách thứ hai. Cách thứ hai là cái gì? Thì chúng ta sẽ sang phần thứ. Các định lý các định lý, cái định lý quan trọng, định lý về điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc. Đấy, chúng ta ghi đi, định lý kìa. Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc mặt phẳng kia. Ghi vào. Cực kỳ quan trọng. Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia. Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc. Để hai mặt phẳng vuông góc. Là trong mặt phẳng này chứa đường thẳng, một đường thẳng thôi, chứa một đường thẳng, chỉ cần có một đường thẳng là vuông góc với mặt phẳng kia.
Được chưa? Một ví dụ nhé. Rồi. Ví dụ này gọi là ví dụ siêu dễ. Cho hình chóp S A B C có F A vuông góc mặt phẳng A B C. Tuy nó là đơn giản nhưng mà về sau dùng rất nhiều. Chứng minh rằng mặt phẳng FAB vuông góc với mặt phẳng ABC, FAC cũng vuông góc mặt phẳng ABC. Đây là bài gọi là siêu kinh điển, nó rất dễ nhưng mà sau này dùng rất nhiều. Có nhiều giáo viên chủ quan bài này siêu dễ không theo dạy. Một cái bài dễ nó còn không hiểu lấy đâu lấy hiểu được bài khó. Sao nhỉ Yến Nhi sao đây? Thế vậy anh chứng minh câu này thử xem. Mỗi một người nó có một cái gọi là sức ì, mình vượt qua được sức ì đấy thì mình vừa lên. Nó có một cái giai đoạn nào đó tự nhiên mình học ì mãi chả hiểu gì cả nhưng mà vượt qua được cái ngưỡng đấy một phát thì chúng ta mới ngon lành được. Ở đây chắc là chúng ta đều phải học chạy rồi đúng không? Đấy. Chúng ta biết là nếu như bắt đầu vào phát ta tăng tốc ngay phát là ta sẽ ngã dập mặt, mà phải đầu tiên là phải chạy chạy đà tới một lúc nào đó mới tăng tốc được. Đấy. Thế thì khi toán này cũng thế, mình sẽ phải làm quen với những bài siêu dễ đấy, để mình quen rồi sau đó bắt đầu mới vào bài khó hơn. Cái gì vậy anh em xem làm thế nào, trời ơi sao khó vậy. Có thấy dễ không? Bài này mà không làm được thì môn hình là vứt. Không cần phải đóng cửa đâu, mở được rồi, vừa lấy nó ồn thì vừa lấy ở ngoài tiếng loa thì mình phải đóng vào. Bây giờ họ ngừng rồi thì mình mở thoải mái. Có phải bài này là hai dòng sao không? Hai ba dòng, gọi là ba dòng. Đấy. Phải bắt đầu từ những bài dễ thế này này, sau vào bài khó các em mới làm được. Tầm này sang năm là cong mông đi thi đánh giá năng lực rồi. Ngồi đến một cãi nhau.
nó thi hai ba đợt liền, tháng tư có, tháng năm có. Tháng tư có mấy đợt? Đợt nào cao ta lấy điểm đợt đấy, việc gì phải khó. Thế cho nên là có một số người thi đợt một đợt rẻ gọi như của thi nhất. Nói chung là tùy. Bây giờ như này nhá, nếu như cả làng, từ từ mình tính, nghe nói này, nếu như cả làng đều được 29 30 điểm thì mình 28 điểm mình sẽ trượt, ví dụ thế. Đúng, đang nói ví dụ thế. Nếu như cả làng chỉ được có 27 thôi, mình được 27 điểm rưỡi thì mình sẽ vô địch thiên hạ. Tức là thôi tùy thuộc vào điểm của cả cả làng, hiểu chưa? Lại còn như này nữa, nếu như mà thi vào trường này toàn những đứa 28 29 30, mình có 27 thì rút. Nhưng ngược lại thi trường này chỉ có đứa 15 16 thôi, mình 18 mình sẽ đỗ, chứ không phải là điểm cao chắc chắn ta đỗ đâu. Đúng rồi, nó rót từ trên xuống, hình dung ý thầy nói nhỉ. Tức là phụ thuộc vào cá nó vào ao đấy là cá to hay cá nhỏ. Nếu như vào ao đấy toàn cá to thì mình phải to hơn nó. Nhưng nếu như ao đấy mà nó vào toàn con cá nhỏ thôi, mình sẽ đỗ. Thế là việc chọn trường rất quan trọng. Thế còn nếu như mình điểm cao thì nói chuyện dễ, mình điểm cao chót vót 30 điểm thôi. Ừ, đúng rồi, chọn vào đại học sao đỏ. Thế này, bài này có vẻ là mà hai dòng là xong không? Vẽ hình gì đâu như chứng minh mấy nhung chứng minh thế nào, bài này thực ra chả cần phải vẽ hình nào. Ý thứ nhất, ta có FA vuông góc mặt phẳng ABC và FA lại chui trong mặt phẳng FAB, suy ra đây còn gì nữa, hai mặt phẳng được gọi là vuông góc nếu như trong mặt phẳng này chứa một được thẳng vuông góc mặt phẳng kia gì nữa. Suy ra mặt phẳng SAB sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. Ô, dễ thế này á, một cái xong rồi đấy, nó thế thôi. Thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì, làm tiếp. Nguyễn Trà My làm tiếp ý thứ hai. Làm đây. Ô đấy, thế chứng tỏ chả hiểu gì. Tương tự. FA vuông góc mặt phẳng ABC và cái gì nữa? SA lại quật vào mặt phẳng SAC. Từ đây chúng ta sẽ suy ra FAC vuông góc mặt phẳng ABC, đúng chưa nào? Đúng chưa? Đấy, có thế thôi, có gì đâu, quá dễ dàng luôn. Đây là bài gọi là siêu dễ nhé. Ồ, dễ dễ khủng khiếp. Nhưng mà sau này chứng minh vuông góc cũng làm như thế. Nhưng vấn đề là bài này là chúng ta đã nhìn sẵn, nhìn thấy SA nó vuông rồi. Nhưng mà có bài nó không nhìn thấy cơ. Đấy, thế thì làm thế nào? Phải đi tìm. Và nó bảo em đi giả vờ, anh đi giả đồ. Không? Xin mời làm bài này. Bây giờ mới gọi là bài gọi là thực văn chiến. Thử xem nào. Cái này chỉ có mỗi câu cuối cùng là khó nhất thôi, còn là những câu kia đơn giản. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông. SA vuông góc ABCD chứng minh các cặp mặt phẳng sau đây vuông góc. Xin mời. Úi giời ơi, làm đi. Sao xong bạn hôm Nguyệt Như nói ít hôm nay nói nhiều thế, ngồi bên cạnh nhà ấy à? Dịch cái gì làm đi.
Em xin lỗi chị cứ quấy em từ nãy giờ em không học được bài đấy, nói nốt câu. Đâu thế nào? Ủa thế là vẫn chữ vẫn đẹp. Khánh Dương đi ra đưa đồ cho bạn đi luôn. Có xin phép. Tí lại bảo em đi tận ra ngoài cống câu đưa bạn để chết ra. Cống câu là bên Hải Dương. Cống câu, tên là cống câu. Chưa nghe rồi. Tí lên mạng một tin. Tiếng rưỡi loa mà thi học này để thi học kỳ đấy đã. Tách ra thành hai buổi đi học cho nó nhập. Ở đây có nhà ai xa, ở đây có nhà ai xa không, sáng không dậy được. Xe đi xe điện có gì mà lo. Nào dựng hình đi, chứng minh đi nào, mạnh dạn lên. Em hoàn toàn có thể làm được, mạnh dạn lên, tự tin lên. Nào vẽ hình đi, thấy có phải là ba bốn câu đầu rất dễ đúng không? Ôm đùa không làm được bốn câu, một hai ba bốn thì hư. Không được mấy câu rồi, mấy câu rồi. Tốt, bốn câu đầu làm mà không làm được thì chứng tỏ là bài hôm nay chưa đạt yêu cầu. Bốn câu đầu mà không làm được hôm nay chưa đạt yêu cầu.
Đùa mấy cái câu đầu dễ cực kỳ luôn. Ôi, các em phải bắt đầu từ những câu dễ trước ấy, không được chủ quan đâu. Nó sẽ là nó giống như cái kiến thức nền tảng như mình làm về sau ấy. Cái này là hình chóp, đấy là hình vuông chứng minh cặp. Các cặp sau đây vuông góc. Cặp thứ nhất em AB và ABCD. Úi dồi ôi, dễ ơi là dễ. Cặp thứ hai FAC và ABCD. Úi dồi ơi, quá dễ. Cặp thứ ba FAD và ABCD. Quá dễ. Đúng không? Cặp thứ tư. Cặp thứ tư vẫn SAB vuông và cặp và SAD. Có mỗi cặp cuối cùng là dẫn dẫn cái cặp cuối cùng SAC và SBD. 5 cặp này. Bạn nào mà nắm được mức trung bình là dạng 1 2 3 4 là xong hết rồi. À, 1 2 4 là xong hết. Còn mỗi câu ý thứ năm rồi đúng không? Nguyễn Trà My. Câu 1 xong chưa? Ý 1 xong chưa? Hả? Cái gì? Chứng minh cho nào? Đấy. Đừng nhắc bạn là giết bạn. Bản thân cái tính của tên này nó hay lười cho nên thầy giáo phải gọi liên tục. Sau một thời gian nó sẽ cải biến đi. Tức là người ta mỗi người nó có một cái gọi là một cái độ lì, độ gọi là sức ý, vượt qua được cái ý đấy thì ngon lành. Có phải 1, 2, 3, 4 là ngon lành không? Chỉ có 5 là mới rắc rối tí thôi. Mạnh dạn trình bày lên. Đâu rồi, đang ở đâu đây? Làm đây. Một chữ đẹp đấy nhỉ. Trình bày tiếp đi. Chị em, chữ này rất rau này là rất dễ là đi giáo viên tiểu học. Chết thế nào trông nó hiền dịu kiểu nó chứ. Nói chung là không 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 ai có thể nói to được. Bảo là ghét, hoài hoài bác Cường biết. Ngày xưa bác cực ghét nghề sư phạm luôn. Mà bây giờ bác vào sư phạm đấy này. Chuyện chuyện thật như bịa, không tin lúc nào có hỏi bác xem không vào đó. Ngày xưa bác cực kỳ ghét sư phạm. Thầy học cùng với lại thầy Cường. Thầy hỏi nó không bảo là thầy nói xấu. Có thật luôn. Không nói trước thì được. Nào, hai thằng này. Buồn không? Có thấy dễ không? Buồn không? Có thấy dễ không? Kiều Anh trình bày câu thứ nhất, nhanh lên cái này còn chuyển nốt một đoạn cuối kia. Đúng rồi, ta có FA vuông góc ABCD đúng rồi. Gì nữa? FA thuộc vào mặt phẳng. B gì đi đủ rồi. FAB tưởng nó dễ mà trình bày. Suy ra mặt phẳng SAB vuông góc với ABCD. Ô, em phải bắt đầu từ những câu dễ trước để nó quen, quen dần. Tiếp tục. Tiếp tục bắn cho thầy câu 2 là mấy câu 3 này. Tương tự thôi nhưng mà tập cho nó quen đi. Em học hình không tốt là vì cái chuyện là giáo viên dạy thì rất dễ hiểu nhưng mà tự mình làm chưa chắc mình làm được, thì mình phải có câu tương tự là như thế. Đó. À, Nguyễn Trà My xung phong trình bày tiếp à? Nào, nói đi. Em A vuông góc ABCD là tiếp FA lại chui trong mặt phẳng. FAC đúng rồi, gọi đó.
Nói nhanh thế, suy ra cái gì? ABCD đúng rồi, đấy, muốn chứng minh đường vuông góc mặt, à quên, hai mặt vuông góc với nhau là như thế, ta phải có một mặt này. Thế rồi, câu cuối cùng nó hơi khó thôi. Ô, hôm nay mình học hơi chậm so với các bạn tí không sao cả. Nói đúng là chậm và hơi chậm do các em trình bày chậm quá. Con này, mấy con này tương tự nhá. Con này tương tự sự nhanh. Con này. Con 4 này bắt đầu hơi khó tí. Con này tự làm này. Bây giờ con 4, thì thực ra vừa nãy ta làm ở cái câu phía trên là cách 1 rồi, bây giờ chúng ta sẽ sửa cách 2. Lúc trước là cách 1, bây giờ là cách 2. Đấy, vừa nãy là nó bằng góc giữa AB và AD đấy, là cách 1 đấy, bây giờ là cách 2. Là gì đây? À, ta có AB vuông góc với AD có đúng không? Có đúng không thì bảo. Theo giả thiết ABCD là hình vuông. AB vuông góc SA có đúng không? Có đúng không thì bảo. Vì sao? Vì SA vuông góc cái đấy, hình như còn thể. Ở đây suy ra cái gì nào? Suy ra AB vuông góc mặt phẳng SAD. Thấy chưa? Đấy. Vậy là câu 4 này mà nó khó hơn câu 3 với câu 1, câu 2. Đây rồi, đây rồi. Bây giờ trình bày còn lại là quá dễ. AB lại nằm trong mặt phẳng này. Em phải tập dần dần. Hôm nay mà vẫn cảm thấy không hiểu về nhà phải làm lại ý 1, ý 2, ý 3. Sau đó mới làm sang ý 4 thì trình độ nó sẽ lên. Mà AB thì lại nằm trong mặt phẳng SAB. Từ đây suy ra mặt phẳng SAB sẽ vuông góc mặt phẳng SAD. Đấy, thế là xong. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau, nếu mà chỉ nếu là điều kiện hai mặt phẳng vuông góc đều cần và đủ hai mặt vuông góc là trong mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc mặt phẳng kia. Đấy, có đấy. Đấy, AB nằm trong mặt phẳng này. Thắc mắc gì không? 1, 2, 3 là tương đương nhau. Con 4 nó bắt đầu khó hơn một tí. Con 5 thì lại khó hơn nữa. Phải nâng bậc như thế này, trình độ nó mới lên dần. Rồi, ôi dồi, câu 5 giải thế nào? Đối với câu 5 thì nó sẽ khó hiểu hơn. Ở đây là mình không biết được nào à. SAB, SAC là đây, SB là đây. Thế bây giờ mình mới xác định ra ngoài dây nháp. Hai thằng này nó cắt theo tuyến là gì? Hai thằng này cắt nhau theo giao tuyến là gì? Học từ hồi đầu năm rồi, tức là từ năm ngoái. Hai mặt phẳng này cắt nhau theo giao tuyến là gì? SD, SO đúng rồi, giỏi lắm. Trong đó O chính là giao điểm của hai anh này. Ô chương một học rồi, chương hai. Đấy. Thế tiếp theo ấy, để tìm được một cái đường thẳng vuông góc với mặt phẳng này, nằm trong mặt phẳng này vuông góc được mặt phẳng kia, thì em phải tìm ở trong cái mặt phẳng thứ nhất đường nào vuông góc SO, hoặc là trong mặt phẳng thứ hai đường nào vuông góc SO thì mới đạt yêu cầu. Ai tìm được đường nằm trong cái thứ nhất vuông góc SO hoặc là đường nằm trong mặt phẳng thứ hai vuông góc SO, AC không hề vuông góc SO, em đã nhìn nhầm. Vì góc này nó bằng 90 độ này, góc này nó chắc chắn sẽ là góc nhọn, đã nhìn nhầm. Nhưng đó là gợi ý cho tiếp theo. AC không được thì đổi đi. AC không được thì đổi đi đường khác. Đường gì? Đường BD, đúng rồi, giỏi lắm. BD. Chúng ta sẽ tập trung chứng minh BD. BD có vuông góc với lại AC không thì bảo. Ô, Nguyễn Trà My sao lắc đầu? AC có vuông góc BD không? Vì sao? Tứ giác là hình chữ nhật, quên hình vuông rồi. Hình vuông có hai đường chéo vuông góc. À, câu này là đúng cả trong trường hợp nó là hình thoi nhé. Nhưng hình chữ nhật nó không đúng đâu. Câu này đúng trong cả trường hợp nó là hình thoi. Còn mấy câu trước đúng cả hình chữ nhật nó đúng. Riêng câu 5 này phải là hình thoi mới đúng. AC vuông góc với lại BD rồi. Tiếp tục. AC có vuông góc với SO không?
có vuông nhưng chưa chứng minh được, thay SO bằng từ khác. Không phải. SA, đúng rồi, giỏi lắm. Ô tôi chết. Lộn. BD vuông góc với AC. Thế nó nhầm. BD có vuông góc SA không thì bảo. Sao biết? Rồi, vậy bài này đã được giải quyết xong. Gì nữa? BD nằm trong mặt phẳng SBD. Thấy xong chưa? Đấy là mình phân tích, mình phải bám vào những cái thằng nào nó vuông góc với lại giao tuyến thì mới được. Chứ đừng lấy cái thằng không vuông góc giao tuyến không được đâu. Rồi, bây giờ trình bày thì nó cắt hết đoạn kia đè. À, có cái gì? BD vuông góc AC, lý do. Lý do là gì đây? Cái đường chéo của hình vuông trở vuông góc. Để bài cho này hình thoi vẫn đúng nha. Hai đường chéo của hình vuông BD vuông góc SA vì sao? Vì SA vuông góc bên đấy. Tự giải thích nha. Suy ra BD sẽ vuông góc cái mặt phẳng SAC. Trời ơi, một tí nữa xong nào. Một tí nữa là xong nào. Nguyệt Như nói tiếp nào. Ok, một tí nữa xong rồi. Mặt khác, BD nằm trong mặt phẳng SBD. Suy ra cái gì? Ok, ok. Và SAC vuông góc SBD hay là SAD vuông góc SBD vuông góc SAD. Đảo lại cũng thế. Nhiều phải chứng minh. Được chưa? Câu này mới xong rồi. Chờ. Mình học chậm hơn đôi bạn đi. Nhiều hơn, chậm hơn 15 phút. Là do chúng ta đấy, chúng ta đốt cháy giai đoạn không được. Đúng là phải học lý thuyết trước là bài tập mới ngon lành. Đốt cháy giai đoạn học đâu có thử nghiệm hai lớp mình, trình độ lớp mình là cao hơn lớp kia, nhưng mà lớp này thử làm bài tập trước rồi làm lý thuyết sau. Rõ ràng chậm hơn hẳn. Lớp kia nó học lý thuyết, sau đó là bài tập ngon lành. Không sao đâu các em. Mình sẽ lại kiếm nữa buổi sau, tuần sau nữa mình học lại buổi kiếm nữa. Bây giờ thế nào đây? Xong rồi. Bây giờ thì quay trở lại cái bài hình vừa nãy là câu 37. Câu 37. À, quay trở lại câu 37. Dạy cho học trò nó khá môn hình nên thì khó chứ gì muốn giải thích thì có vấn đề gì đâu. Đâu. Đây. S A B C D đó. Đây là câu 37 trong đề cương. Ôi đi chết rồi, phải lộn rồi, nhầm đề bài cho cái hình này hình chóp đẹp quá. Chốt đều được dựng đây. Chết xà. Để bài cho hình chốt đều mà. Hình chốt đều với hình khác. Lại đi học à? Học vừa học nhiều ấy, còn gì nữa người. Và đi đi. Cứ từ từ bình tĩnh mà đi đi. Ừ. Nào, câu này làm thế nào đây? Xác định thì lâu rồi làm thì dễ thôi. Đây, chúng ta quay trở lại cái câu đề số 37, câu 37. Ủa, hai đứa điểm được một đứa. Sau này hai đứa lại yêu cùng với anh trước là. Yêu gì mà yêu là đây. Hình chóp đều. Bây giờ góc giữa hai mặt bên mặt đồng mặt đáy xác định thế nào đây? Không biết.
Vấn đề là mình phải xác định được cái chân đường vuông góc này hạ xuống nó nằm ở đâu. Nó trùng với ô. F, A, B, C, D là hình chóp đều. Cho nên chân đường cao trùng với tâm đáy. Trùng với tâm đáy. Và vẫn sẽ điểm. À. Vì cái hình này hình chóp đều cho nên chân đường cao trùng với tâm đáy. Được chưa? Như vậy nếu như em để ý kỹ chúng ta cắt cái hình ra F O C D thì nó giống như mấy cái tại trước. Xác định góc giữa hai mặt phẳng. Đây này, cắt ra. Nếu chúng ta cắt ra F đây, O đây. C đây, D đây thì có phải dư cái kịch bản mình đã học ở trên chưa? Nếu cắt ra nó dư kịch bản này. Đúng chưa? Mà lúc đầu ấy, mình học hình ấy, mình bảo nó có ba kịch bản hoặc là vuông ở C hoặc là vuông ở D hoặc là không vuông ở C không vuông ở D, có ba trường hợp. Bài này đố biết rơi vào kịch bản nào, vuông ở C vuông ở D hay là không vuông ở C cũng không vuông ở D? Ô không để ý à, cái hình này nó là hình hình vuông, hình vuông thì OC và OD nó bằng nhau và nó vuông góc với nhau. Ta không tâm, ta chỉ cần biết là nó có vuông ở C với vuông góc ở D không để ta dựng hình như chuẩn. Nó không vuông đúng không? Ta lấy cái trung điểm như này. Nó này nó sẽ là vuông bởi vì tam giác ta cân mà. Cân tại O. Cân tại O chỉ đường trung tuyến đồng thời là đường cao còn gì nữa. Đấy, như vậy là OC à đây. M là trung điểm của CD nối O với M một phát thì OM nó sẽ vuông góc với CD ngay. Rồi, M là trung điểm của CD, trung điểm của CD. Lập tức chúng ta sẽ suy ra OM vuông góc với CD. Bài này để chứng minh nó hơi vất. Có biết tại sao nó rất cân không? OC bằng OD, hình vuông mà, hình vuông thì hai đường chéo nó phải bằng nhau thì nửa của nó cũng bằng nhau chứ. Vì sao? Giải thích lý do cho thầy nhé. Tam giác OCD này có OC bằng OD bằng AC trên 2 bằng BD trên 2. Hình vuông mà. Hình vuông thì là hai đường chéo bằng nhau. Hai đường chéo bằng nhau thì hai nửa đường chéo nó cũng bằng nhau. Vậy tam giác này tam giác cân. Tam giác cân thì đường trung tuyến của người đường cao, đúng chưa? Đây trình bày hơi tắt đi. Rồi. Thế là OM vuông góc CD rồi nhé. Thì nối S với O, à S với M, đố chứng minh được con này vuông tiếp. Đố S với M nào. Đố S với M nào. Đố S với M, nó vuông chưa? S với M nó sẽ vuông góc với. Thật ra là cái tam giác SCD nó cũng là tam giác cân. Vì hình chóp đều thì có các cạnh bên phải bằng nhau. Cái này là phải thuộc. Hình chóp đều các cạnh bên bằng nhau cho nên là cái tam giác SCD nó cũng cân tại S. Mà cân tại S thì SM nó cũng sẽ vuông góc với lại CD. Tam giác SCD cân tại S cho nên chúng ta sẽ suy ra trung tuyến SM đồng thời là đường cao. Như vậy vuông tiếp ở đây rồi. Đấy. Từ đấy suy ra góc giữa hai mặt phẳng này bằng cái gì nào? Góc giữa mặt bên và mặt đáy đấy. Suy ra góc giữa SCD với ABCD. ACCD, ABCD thì cũng chính là cái OCD thôi. Bằng góc giữa SCD với lại OCD mà thôi. Đúng chưa? Vậy là nó sẽ bằng góc giữa SM và OM. Nào, SM và OM nó bằng góc nào ạ? Mạnh dạn lên nói sai cho tôi. SMO. Vì sao? Bởi vì cái tam giác SMO nó vuông tại O rồi, cho nên các góc còn lại đều là góc nhọn hết. Và đề bài cho góc này bằng bao nhiêu? 30 độ. Đó, bây giờ tính toán này.
30 độ rồi, tính đề. Bài cho cái quái. À nó bảo tính S, tính chiều cao. Thế OM bằng cái gì? Set tam giác vuông SOM vuông tại O nhá. So thì giáo biết OM bằng bao nhiêu? OM sai. 2 căn 2 trên 2 là sai. OM H trên 2 đúng rồi, giỏi lắm, sao biết? OM nó đường trung bình đấy, trong cái đường trung bình. OM bằng BC trên 2 bằng A trên 2. Tam giác vuông, một tam giác vuông phải biết hai yếu tố mới tính được. Hoặc là biết hai cạnh dùng định lý Pythagore, hoặc biết một cạnh và một góc dùng xin đi học cốt hôn toàn là cái ta quyết đoán. Bài này biết cái gì? Một cạnh và một góc. Đây, nhắc ra cho nó dễ. Trời ơi, góc này 30 độ, góc cạnh này 3 trên 2. Hỏi tính được cạnh này không? Úi giời ơi, không tính được, người ta cười cho thôi mũi. Cạnh này là cạnh kề, còn cạnh này là cạnh đối. Thì dùng gì, làm gì? Sin cos tan cotang. Đúng rồi, tan của góc SMO bằng tan của 30 độ, tan bằng đối trên kề. Trời ơi, từ đây rút ra SO bằng OM nhân với tan của 30 độ. Sao thế? Khánh Dương sao thế? Đầu hàng. Môn hình này không dễ dàng đâu, phải đầu tư nhiều thời gian, cứ dần 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 dần. Quan trọng khi thầy giảng bài chịu khó nghe giảng, ghi chép cẩn thận về nhà đọc lại. Hiểu gì cũng tiến bộ. Nhưng mà nghỉ một hai buổi nó lại về không chết ngay. Đấy. Ui. Con này là A trên 2. Tan 30 độ là căn 3 trên 3. Kết quả là A căn 3 trên 6. SCO chính là khoảng cách từ S đến mặt phẳng ABCD. A căn 3 trên 6. Sang lớp 12 câu này nó sẽ trở thành tính thể tích của hình này. Thành bài lớp 12 trong một nốt nhạc. Thể tích bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Thế là thêm hai dòng nữa thành bài lớp 12. Đó. Nhưng mà lúc đấy chúng ta sẽ không phải cục chứng minh dài dòng này, là công nhận luôn kết quả. Đấy, sang năm lớp 12, tính thể tích của hình chóp F, A, B, C, D. Nhưng mà anh phải biết được chiều cao mới tính được thể tích chứ. Đó. Cho nên là học hình này không đốt sánh giai đoạn được. Chú ý nghe giảng. Đấy, lớp 12, tính thể tích của hình chóp này, chiều cao tính rồi, diện tích đáy bằng A bình hay phát dài. Được chưa? Các bạn thấy không? Rất căng thẳng. Cái này thì nó liên quan đến góc giữa hai mặt phẳng thôi, chứ nó không liên quan đến chứng 22 mặt phẳng vuông góc. Nhưng mà cái phương pháp làm của nó, đấy, nó rất quan trọng.